Đôi khi em cảm giác giống như là mình đang làm cho anh em của em bị đi chậm lại. Em cũng hơi là bứt rứt ở trong lòng của mình. Cuối cùng, cái người chúng ta chờ đợi cũng đã xuất hiện. Thành viên cuối cùng của Gạch Nàng. Hey yo, what's up? Dạ, em chào anh Thành ạ. Chào em. Ai đây ạ? Manbo Hiếu thứ hai. Xin chào tất cả mọi người, thì mình là Manbo, người luôn đứng trước Hiếu thứ hai. Mình tên thật là Lâm Bạch Phúc Hậu, đến từ tổ đội Gớt Nang. Đến hiện tại thì Gớt Nang cũng đang trên đà top 1. Với cái sự thành công của anh em Gớt Nang thì bản thân của mình phải cố gắng nhiều hơn để mình có thể chạy đua kịp với anh em của mình. Rõ ràng là các bạn đã biết được con đường đi âm nhạc của mình là như thế nào. Còn có đôi lúc thì mình cảm thấy là mình hơi lạc lõng, mình không biết là mình phải làm gì. Tại vì hiện tại thì mình vẫn chơi từng cái dòng nhạc khác nhau, mình vẫn đang đi tìm bản thân của mình, tìm cái thế mạnh nhất của mình. Năng lượng thì Manbo có cả tá, uống một ngụm Pepsi thì đã quá. Mình đã tham gia Rap Việt 1, 2, 3 và 3 lần đều trượt hết. Hôm nay thì mình nghĩ là đây là thời điểm mà mình đã chín mùi rồi. Mình đã cố gắng rất nhiều rồi. Mình sử dụng sample của bài Khi Em Lớn của chị Cam và anh Hoàng Dũng. Mình cũng dồn khá là nhiều tâm huyết vào cái bài hát này. Chỉ mong là truyền cho mọi người cái năng lượng thật sự là tích cực nhất. Luôn cố gắng phấn đấu để đạt những thứ mà mình muốn trong tương lai. Thưa quý vị, để nói cho quý vị khán giả ở nhà, những ai mà chưa có hiểu về câu chuyện của nhân vật này thì chắc là quý vị cũng sẽ thấy là ủa, tại sao bạn này ra mọi người lại gào thét lớn như vậy. Manbo là một trong bốn thành viên của tổ đội Gớt Nang, hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm bởi những thành viên còn lại là những người cực kỳ nổi tiếng như Hurricane, Negip và Hiếu thứ hai. Nếu như chúng ta biết được đây là thành viên đầu tiên để thành lập Gớt Nang thì quý vị sẽ biết anh ta đã theo đuổi cái này từ bao lâu, và hôm nay Manbo chính thức có mặt ở Rap Việt mùa 4. Anh biết là cái việc mà mình có mặt trong một cái tổ đội được rất là nhiều người quan tâm, với tất cả những thành viên đã thành công lớn, nó là cái may mắn của mình, cũng là cái áp lực của mình. Áp lực ở đây là người ta sẽ so sánh mình với tất cả những thành viên còn lại, rồi người ta sẽ mong đợi rất nhiều. Chứ việc em có mặt ở đây nó có ý nghĩa như thế nào cho sự nghiệp của em? Dạ thì đôi khi em cảm giác giống như là mình đang làm cho anh em của em bị đi chậm lại. Em cũng hơi là bứt rứt ở trong lòng của mình. Nhưng mà cứ suy đi nghĩ lại, việc em cần làm là cố gắng nhiều hơn để em theo kịp với anh em, chứ không phải là em phải ngồi buồn để mà ngồi suy nghĩ coi là mình có như vậy thật sự hay không. Thật sự như anh nói á, là mỗi người một phương tiện em ạ. Tự nhiên ví dụ như may mắn được nhận chiếc xe điện, mình nhận chiếc xe đạp, cái mình nói mình là gánh nặng thì không đúng. Là tại vì em phải đạp được đến một cái trạm nào đó để em được đổi chiếc xe máy, cái em chạy nhanh hơn làm sao. Cho nên là anh nghĩ là chúng ta chỉ cần không dừng lại thôi, cắm đầu về phía trước, kiểu gì chúng ta sẽ có một cái vận tốc nhất định, và đó là tùy thuộc vào cái khả năng và cái phấn đấu của em. Vion VIP chỉ xem chuẩn VIP chỉ với 69.000 đồng. Đăng ký ngay!